Xin chào mừng tất cả các bạn tân sinh viên của nhà trường. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức kích hoạt tài khoản email của trường, và đây là tài khoản số của trường. Các bạn sẽ sử dụng tất cả các dịch vụ của nhà trường thông qua cái tài khoản số này. Thì đầu tiên, để kích hoạt tài khoản số, các bạn vào một cái trình duyệt web có thể là Chrome, cốc cốc, vân vân. Các bạn đánh chữ Google. .com. Các bạn đánh cái. Ở đây nó sẽ có một cái nút biểu thị là đăng nhập. Đăng nhập thì các bạn sẽ vào cái khu vực đăng nhập, vào khu vực đăng nhập. Đối với những bạn đã đăng nhập rồi, đối với những bạn đã đăng nhập rồi, tức là trước đó các bạn đã có một cái tài khoản Gmail riêng rồi, thì các bạn click vào ngay trang vị trí account này, các bạn chọn thêm tài khoản khác. Another account. Chúng ta click vào đây, nó cũng sẽ đưa vào cái tài khoản, cái chỗ khu vực đăng nhập cho chúng ta, khu vực đăng nhập chúng ta. Rồi, tài khoản các bạn bao gồm mã số sinh viên. Ví dụ ở đây mình có một mã số sinh viên của một bạn 210 000031 31. Tiếp theo chúng ta phải bấm chữ A cộng AGVC.edu.vn. Ha, chúng ta lưu ý chỗ này ha. Rồi, chúng ta bấm tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ nhập mật khẩu mặc định của tài khoản này. Tài khoản mặc định này sẽ do giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho các bạn. Thì các bạn khi mà chúng ta liên hệ với giáo viên chủ nhiệm sẽ cung cấp tài khoản mặc định, mật khẩu mặc định cho các bạn. Bấm tiếp theo. Rồi, tiếp tục. Chúng ta nhập lại mật khẩu. Đánh từ khóa bảo vệ. Khóa bảo vệ. Rồi chúng ta bấm Next. Rồi, nó sẽ hiển thị là chào mừng các bạn đến với tài khoản mới. Chúng ta click vào. Thì như vậy là chúng ta đã kích hoạt tài khoản số của chúng ta khi sử dụng nhà trường. Khi dùng nhà trường. Thì ở đây nó sẽ có một số dịch vụ cơ bản mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên là Gmail. Các bạn click ngay trang vị trí Gmail này. Rồi, nó sẽ hiển thị khi lần đầu tiên các bạn tham gia thì nó sẽ hiển thị thông tin như thế này. Đó, các bạn bắt đầu. Thì trong đây nó sẽ có các cái thông tin Gmail, thì sau này email này là email của nhà trường để có thể là gửi đến cho các bạn các cái thông tin về học vụ vân vân. Tiếp tục là một tiện ích khác của nhà trường, đó là trang web azvc.edu.vn. Đây là trang thông tin của nhà trường. Đó, các cái thông tin chúng ta học sẽ có ở trên đây. Thì các bạn lưu ý rằng là ở đây nó có một cuốn sổ tay hướng dẫn. Các bạn vào chỗ tài nguyên, các bạn chọn hướng dẫn, các bạn click vào thì nó sẽ có sổ tay học sinh sinh viên. Đó, sổ tay học sinh sinh viên. Đó, các bạn click vào đây thì đây sẽ có những cái sổ tay học sinh sinh viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức làm. Bên cạnh đó, nhà trường còn một cái trang đặc biệt hơn, đó là trang digital.edu.vn. Xin lỗi, .agvc.edu.vn. Digital.agvc.edu.vn. Đây là trang kỹ thuật số của nhà trường mà chỉ có những bạn có được tài khoản số mới có thể tham gia vào được. Thì đầu tiên nó sẽ có giao diện này, các bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Các bạn chọn tài khoản của mình. Thì như vậy là chúng ta sẽ đăng nhập được vào các cái kênh thông tin của nhà trường. Ví dụ chẳng hạn như thư viện thời khóa biểu, mà đây là một trong những cái mà các bạn quan tâm, mà đây là thời khóa biểu nha. Đó, thì như vậy là các bạn sẽ sử dụng được tài khoản số. Đối với điện thoại thì cũng sẽ tương tự như vậy, các bạn cũng vào thêm vào tài khoản mới và các bạn sẽ kích hoạt bình thường. Đối với điện thoại của mình thì các bạn hãy vào chỗ cài đặt. Sau khi các bạn vào chỗ cài đặt rồi, các bạn kéo xuống phía dưới,
các bạn sẽ thấy là người dùng và tài khoản. Đối với một số điện thoại hoặc là chữ tài khoản thì các bạn nhấn vào đây, các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ có chữ thêm tài khoản. Ở đây các bạn click vào. Đó, click vào thì ở đây các bạn sẽ chọn là thêm tài khoản Google. Nha, chúng ta có thêm tài khoản Google, chúng ta click vào đây. Thì máy sẽ chạy để kiểm tra thông tin, máy sẽ chạy để kiểm tra thông tin. Sau khi mà các bạn đã vào tới máy đã xác minh xong thì các bạn cứ làm theo thao tác y chang của máy tính, y chang của máy tính. Đó là cách thức mà sử dụng trên điện thoại, kích hoạt tài khoản trên điện thoại. Các bạn lưu ý chỗ này hay không? Rồi, sau khi mà các bạn đã kích hoạt tài khoản xong và cũng như là trên điện thoại hoặc là trên Gmail xong thì các bạn sẽ đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên. Lưu ý là các bạn phải đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên. Các bạn chọn vào ngay trang vị trí này. Ở chúng ta là chọn quản lý tài khoản Google của bạn. Đối với điện thoại cũng tương tự vậy. Khi mà các bạn đã add tài khoản Google của mình vào trong điện thoại thì các bạn cũng chọn ngay trang cái mục là quản lý tài khoản Google của bạn. Các bạn click một cái. Các bạn chọn ngay chặn thông tin cá nhân. Các bạn chọn mật khẩu. Và các bạn sẽ tiến hành đổi mật khẩu bằng cách là nhập lại mật khẩu mặc định. Sau đó các bạn nhập mật khẩu các bạn cần thay đổi. Nhập mật khẩu các bạn cần thay đổi. Im. Rồi, các bạn cứ nhập mật khẩu mới vào bình thường, nhập mật khẩu mới bình thường. Như vậy là các bạn đã thay đổi mật khẩu và cũng như là kích hoạt thành công tài khoản số của nhà trường. Thì khi sử dụng được kích hoạt thành công tài khoản số, các bạn sẽ sử dụng được tất cả các dịch vụ số của nhà trường cung cấp cho học sinh viên trong suốt quá trình chúng ta học. Mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với người quản lý tài khoản mà mình sẽ để thông tin bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để có thể reset mật khẩu và cũng như cung cấp các thông tin hỗ trợ thêm. Chúc các bạn thành công.